bạn có nhu cầu quay lại game hoặc là mới chơi game này thì các bạn có thể liên hệ shop của mình để mua acc nhá. Còn các bạn muốn mua acc ở trên page của mình ở trên Facebook ấy, thì các bạn vào video của mình ở bên dưới phần mô tả video là có link đây nha. Thì các bạn vào bằng link này là chuẩn nhất, các bạn đừng lên Facebook tìm tên shop của mình nha, tại vì nó ra rất là nhiều fake. Và các bạn nhớ check kỹ thông tin giao dịch giúp mình nha. Trước khi giao dịch thì các bạn nhớ gọi vào số điện thoại cho chắc ăn, và các bạn nhớ check kỹ đúng từng số trên màn hình của mình nhá. Hello, xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi trà trộn nhá. Gáy đâu? Được, cậu gánh là được. Tớ không biết gánh. Lại nhảy chống đầu à? Ok cậu. Cậu thích là tớ chiều. Đang hỏi chứ không phải là đang nói. Câu khẳng định. À thế à? Thế cậu muốn nhảy chấm mấy? Đang hỏi là nhảy chống đầu à? Vâng. Thế cậu có nhảy không? Hay là cậu muốn nhảy chỗ khác? Luôn. Quá muộn rồi. Cậu trả lời quá chậm. Hay thật. Ui nó vào trước rồi, thôi té đi. Ở bên dưới có súng. Thôi anh cứt rồi. Ui hai thằng nồi đập mặt vào thằng có súng ạ. Điên rồi. Có shotgun kìa số 4. Hết đạn rồi. Hay. Có thằng nào bị bác cả nồi, nó bị lag. Tớ không có đạn. Mua. Ui. Bắn tôi. Con. Từ từ tôi vào mua đạn á. Con này. Có 8x này ai cần không? Bóp hết mà, có người đâu. Kìa.
kia kia. Tự nhiên xuất hiện một thằng. Đây đây, đang qua. Trời ơi, không kịp rồi. Chắc nó vừa bay xuống ấy cậu. Tự nhiên đi ra lấy xe xong rồi. Có thấy nó không? Có. Chưa thấy nó đâu cậu ạ. Biết lại nó ở ngay đứng gần xác tớ. Thế à? Bất ngờ. Đừng nhảy đâu đấy, tớ nhảy đâu đấy. Đừng bay như sao đó. Nhảy đâu bây giờ? Ui đau thế. Ở ngoài nhà vệ sinh. Lại đi rồi chị với em xuống dưới làm. Nó ngoài nhà vệ sinh nha. Bom tới. Nó ném bom này. Mở kính cái là nó biết ngay, biết khó ngay. Đi này. Ai cần không cần đi mà lên xe. Đứng đấy làm gì ấy? Cậu ấy thích đi một mình. Đây ở bên này có một cái nữa. Cho đạn đi, không có đạn ấy. Đạn đạn gì? Đây này. Đạn xanh này. Bạn cần thêm không? Tôi cho thêm này. Ai còn nồi bắn thính ở đây hả? Vui vậy. Ôi, không còn gì luôn ạ. À. Ảo thật đấy. Sao đuổi? Im lặng. Đây cho phút 8 rồi trong túi này. Auto nhạt đi cậu. Nay nay thì mình bắn hay là ai bắn vậy? Team khác. Đúng rồi, team khác mà. Đây. Chưa thấy. Đâu ta? Rồi, lên. Kìa, ui rồi bắn nhau căng rồi.
Rồi rồi, leo leo leo. Cậu chạy quanh đi xem nó ở đâu. Vâng, để tớ làm hồi dụ cho các cậu chưa? Được cậu. Cậu như thế thì tớ rất vui. Không tệ là sao bạn lại bảo tôi sống thế bạn. Tôi đang cố gắng để lấy cái top 1 cho team bạn. Nói thôi thế, tùy thân. Nên núp ở đâu được ta? Chịu luôn đấy. Cứ đi quanh này, người ta sợ. Còn có mỗi một ông mà không bắn, nó không ra luôn, cứ bắt đi tìm, chết dở. I've located the next play zone. Núp kỹ lắm. Núp kỹ lắm nhưng mà tớ thấy rồi. We're the best. Đỡ làm sao được. Ok không? Người ta cười. Cười đáng yêu sẽ bảo ghê. Tìm nãy giờ tìm không ra thì chả cười thỏa mãn bạn. Tìm ra rồi là phải cười thỏa mãn ngay. Sợ quá. Sợ luôn à? Có gì đâu sợ bạn. Bình thường mà. Vô bạn này. Không có súng. Thank you. Đùa. Cứu hết rồi. Nóc nhiều lắm mà. Kìa. Vãi sau lưng hả? Ê cứu cứu mình bạn ơi. Hết 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 hết, tôi giết hết rồi. Còn nhá, đang bay xuống nhỉ? À ừ, đang bay xuống thì không biết đâu. Đi đi anh thính ở bên này. Đấy đang đi thầy. Mọi người đâu? Chả đi nữa. Tôi này có giáp 3 mũ 3 rồi. Ba có cho đồng đội chưa có. Đúng rồi. Thì người ta bảo người ta chả đi nữa rồi con. Cứu. Người kia. Không cứu ông rồi. Ông đi nhanh. Ngại cứu.
Ngài cứu. Ôi chết rồi. Ôi chết rồi. Yếu máu quá. Ôi còn thằng sau lưng luôn à. Đúng vậy. Đấy nó đang cứu ấy, số 1. Nó vòng xuống dưới này này. Đây tôi thấy nó rồi này. Đang cứu kìa. Nó bay kìa. Ôi nó bay rồi. Kìa. Nó bay kìa, xong nó lại xuống đây đấy. Tôi qua. Ủa bay hết đâu, vẫn còn mà. Vẫn còn 1, còn 2. Mới một thằng bay thôi. Đôi kìa. Mà mấy thằng nhóc này. Ô, sao? Sao? Trên tảng đá to kìa. Ôi dù bay hay nhỉ. Số 1 có xà mốc thì ném ra nhá. Không có đâu, hết rồi. Hết rồi à? Đây à. Người đằng kia. Đâu vậy? Đá. Cục đá. Này chán sống rồi. Ông kê nó đi, để tôi bay lên, tôi vòng ra sau lưng nó. À, có thằng nào bay đấy. Tôi. Thằng này bay. Đồng đội. Cái thằng này nó bỏ ra đây, hoặc là mình không lốt được xác nó luôn. Nói đâu rồi em ạ? Đây, nó chạy vào nhà, nó chạy vào nhà. OCP. Thằng nó đâu rồi bạn ơi? Nó núp vào trong rồi, tôi đến biết nó đâu cả. Để tôi vào đấy bạn. Rồi, chết rồi. Bạn không đợi tôi à? Đợi làm sao bạn? Có đi chuyển phí rất ngay. Đợi bạn thì có mà chết à? Cái này. Trước mặt tôi. Cái xe. Thấy. Với xe kìa. Yếu. Từ từ thôi mọi người ơi. Yếu lắm rồi. Nè, nó đồng đội nó nữa. Trên đằng đá. Tôi. Đây. Có thằng bay xuống khu bên kia nhá. Khu trước mặt bên kia kìa. Tóm lại là khu bên này. Còn nào nữa không? Nào nữa trên đồi xa. Có thằng bên này bắn sầm đất nha. Bên đấy, đấy. Ôi thằng bắn tôi trên đồi nãy đâu nhỉ? Nó núp ở đâu ấy, không biết bạn. Đi bo này. Ôi. Hay. Ôi chết rồi. Bạn nó nằm trên đấy tôi à? Tôi đang vứt máu để tôi loot. Đây bạn ơi, tôi cứu bạn. Cái gì mà nó đầy hết thế này nhỉ? Bạn lên ngoài bo chưa? Ở bên kia kìa. Bên kia kìa. Còn nó không nhìn mình. Thank you. Ông đâu ấy? Số 2 tại bên kia. Xong. Sống luôn. Thế sao chạy tận sang bên đấy số 3 à số 2? Không chạy kịp à? Sống luôn rồi. Nhìn gọn thế à? Trên map này cũng nhanh bị nhanh ấy. Mình chưa kịp thở nó đã được top 1 rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm.